Sáng ngày 4 tháng 8 tại quận 1, sau khi trực tiếp hiến 450ml máu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức chia sẻ, thời gian qua khi thành phố thực hiện giãn cách, từ báo cáo của các bệnh viện cho thấy, tình trạng hiến máu tình nguyện gặp rất nhiều khó khăn, dẫn đến thiếu nguồn máu dự trữ tại ngân hàng máu giảm dần. Tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học thành phố, trung bình mỗi ngày đơn vị chỉ tiếp nhận được từ 30 đến 50 túi máu, tức chỉ bằng 1 phần 10 lượng máu cung cấp cho gần 150 bệnh viện trong thành phố, trong đó có các bệnh viện đang điều trị COVID-19. Tình trạng thiếu máu cục bộ theo nhóm sẽ xảy ra nếu không kịp thời bổ sung lượng máu dự trữ, đặc biệt là nhóm máu O. Tương tự tại Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày trung tâm chỉ tiếp nhận khoảng 15 đến 17 lượt người đến hiến máu, trong khi đó lượng máu sử dụng trong cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân ở thời điểm hiện tại trung bình từ 200 đến 300 đơn vị máu một ngày. Trước thực tế này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi tất cả người dân đồng lòng ủng hộ chương trình hiến máu nhân đạo cứu người. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng chỉ đạo các sở ngành đoàn thể, quận huyện và thành phố Thủ Đức, lực lượng vũ trang duy trì, vận động các đợt hiến máu lưu động để đăng ký và tiếp tục đăng ký tổ chức các đợt mới nhằm đảm bảo có đủ nguồn máu cho cấp cứu và điều trị. Các điểm hiến máu cố định: Bệnh viện Truyền máu Huyết học, số 118 Hồng Bàng, phường 12, quận 5; Trung tâm Hiến máu Nhân đạo thành phố, số 106 Thiên Phước, quận Tân Bình; và Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy, cổng số 5, Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5.